لابد أن نربي الأولاد على الصلوات، على الصلاة. نعم. Và bắt buộc chúng ta phải. إذا بلغ الولد 7 سنين نأخذه إلى المسجد نعوده على الصلاة. Và buộc chúng ta phải răng dạy, phải dạy dỗ những đứa con của chúng ta về việc hành lễ hàng ngày. Và nếu như người những đứa trẻ đó đã đủ tuổi, thì hãy đưa những đứa trẻ đó đến thánh đường để bắt đầu hành lễ cùng với mọi người. تأخذه إلى المسجد وتحافظ على هذا الولد حتى لا يشوش في المسجد. تجعله يصلي ويجلس في المسجد بأدب. نعم. Và hãy đưa những đứa trẻ của chúng ta đến thánh đường, nhưng hãy bảo vệ những đứa trẻ đó, hãy canh chừng những đứa trẻ đó để những đứa trẻ đó không phải phá phách, không phải gây rối cho những người xung quanh. Nào.